cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một quyển sách rất là đẹp. Đây, đây quyển sách này có một hình con gái rất là đẹp nha các bạn. Và họ có đứng một cây đào rất là đẹp. Đây là cảm học của chị Tớ. Cái này nữa, các bạn thấy mấy con này dễ thương không? Có cá thì dễ thương. Nào, sửa chữa cho mẹ giúp. Bài học của chị Tớ rất là đẹp nha. Đấy, các bạn đang bay lên vũ trụ. Con này đang đắm đinh. Wow, mẹ ơi, đây là cái gì đây? Asteroid. Là cái gì? Thiên thạch đó. Ồ, các bạn ơi, đây là thiên thạch nè. Còn đây là cái gì? Hành tinh. Không phải, đây, cái màu đỏ đỏ này nè. Hành tinh. Hành tinh. Nghĩa là mình chui qua cái lỗ này á. Hành tinh này cắm cờ à? Không, một hành tinh như trái đất ấy, giống sao Hỏa ấy. Sao Kim gì đó. Sao thổ. Các bạn đợi mình một chút. Mẹ cứ gọi khoản chị mình rất cả nhiều bài toán. Các bạn nhìn thấy chưa? Rồi đây. Rồi ạ. Thấy chưa? Rồi đây. Đó. Không nhiều. Đây là con này. Trong một cái lâu đài rất là đẹp. Ước gì mình cũng là công sở bạch tuyết nhỉ. Các bạn có nhìn thấy không? Bạch cặp tuyết rất là đẹp luôn. Do làm công chúa đấy làm ra đấy. Đây là bữa tiệc sinh nhật của làm công chúa. Làm công chúa rất là xinh. Rồi để mình cho các bạn xem cái này nha. Đấy, đây là công chúa. Đây cũng là công chúa. Rất là xinh như các bạn. Đó, làm công chúa nữa nè. Có cách làm công cách làm làm con làm công chúa. Xe bếp cho đây rồi. À, đây là cái làm bệnh sinh nhật đó nè. Cái bệnh xem nè. Đó, lấy dây màu, lấy dây này nè. Đó, đẹp chưa. Bây giờ mình sẽ làm theo. Đó, mình sẽ làm như thế này. Đây, mình đang cắt nè. Cắt. Rồi, mình xỏ dây qua. Mình xỏ dây xong rồi nè. Mình muốn cái đây lên đây. Rồi, đang làm cái này nha các bạn. Tiếp theo, mua dây màu nha các bạn. Đó. Chúng mình sẽ cắt giống như dọc như vừa nãy. Không phải như vừa nãy đâu. Mày cắt dọc như này nè. Cho nó thành. Lên mấy chi dây kim cương thừa. Làm mấy cái chữ A, H, A, B, con ước gì con cũng có cái váy này đẹp.
Con ước gì con cũng ở trong tranh này. Quá à, cái váy này cũng đẹp nữa mẹ. Cái váy này nữa. Đây, cái váy này nữa, cái váy này nữa, cái váy này nữa. Đó, váy này nữa. Váy này nữa. Đi coi cho bên đây một chút đi. Mẹ nhìn thấy chưa? Đấy, váy màu xanh là cây này này. Với cả váy này nữa, váy này nữa. Váy này nữa, váy này nữa và mình cũng muốn vẽ được cái này của ấy.